Sodium nitrite, hay còn được gọi với tên khác là natri nitrite, là sản phẩm được công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Trần Tiến cung cấp và phân phối cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất các ngành hàng khác nhau. Sodium nitrite có dạng bột màu trắng, tan tốt trong nước và có tính hút ẩm mạnh, với xuất xứ từ Trung Quốc, quy cách bao 25 kg. Sodium nitrite được dùng trong quá trình tẩy trắng vải, giúp in lên vải những họa tiết thêm sắc nét, giúp sợi vải bền màu và trắng hơn, giúp tăng độ đàn hồi, loại bỏ các tạp chất trong sản xuất và chế biến cao su, là thành phần dùng trong sản xuất nhựa, mực in và phim ảnh. Sodium nitrite giúp cung cấp nitrat cho các vi sinh vật hiếu khí, hỗ trợ quá trình xử lý nước thải diễn ra nhanh hơn, có tác dụng hỗ trợ xử lý bề mặt kim loại, ức chế rỉ sét. Ngoài ra, sodium nitrite còn là phụ gia thực phẩm, giúp thay đổi màu sắc và ngăn ngừa vi khuẩn trên cá và thịt, và là thành phần trong một số loại thuốc, dược phẩm đặc trị bệnh tim, bệnh tĩnh mạch, động mạch, bệnh tăng huyết áp và có trong hỗn hợp tiêm giúp điều trị ngộ độc cyanua. Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Sau mỗi lần sử dụng, nên đậy kín tránh để tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài làm ảnh hưởng đến chất lượng. Trên đây là những thông tin hữu ích về sản phẩm, cũng như hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản. Để biết thêm chi tiết sản phẩm hoặc có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.